xin chào anh chị chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh nhà đầu tư tài chính tự do à, thì ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay à, cũng như từ đó chúng ta sẽ đưa ra những đánh giá những nhận định cho thị trường ở trong những phiên sắp tới à, anh chị này hiện tại đang xem video của em à, nếu thấy hay hữu ích thì đừng quên bấm like video À, subscribe kênh đăng ký kênh à nếu anh chị chưa đăng ký để có thể nhận được những cái thông báo sớm nhất à, về video của em hàng ngày. À, ngoài ra thì ở phía dưới phần mô tả video này em cũng có để thông tin liên hệ là zalo cũng như là số điện thoại. À thì hiện tại nếu anh chị nào đang có nhu cầu muốn tìm kiếm một cái người hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu về danh mục à, cũng như là những cái thắc mắc trong quá trình đầu tư thì có thể là kết bạn zalo với em hoặc là trợ lý của em. À, để được hỗ trợ tư vấn à, cũng như là mở tài khoản tại vbs ha ở ngoài ra thì em cũng có để cái đường liên nhóm cộng đồng anh chị có thể nhấn vào cái đường link này à, sau đó nhắn tin cho trợ lý của em à, để được hỗ trợ duyệt vào room để trao đổi chia sẻ nhiều hơn à, với những anh chị ở trong room cộng đồng à, rồi à, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay À, Vindex ngày hôm nay chúng ta đóng cửa mức là 1.121,99 điểm tương đương với mức giảm nhẹ là 0,02%. À, nhìn chung thì phiên ngày hôm nay cũng khá là giống với những phiên trước đó khi mà chúng ta vẫn dành hầu hết thời gian ở trong phiên à, là dao động ở trên cái mức tham chiếu, à, cái động lực từ chứng khoán thế giới tối ngày hôm qua à, duy trì cái đà tăng của nó. Bên cạnh là cái đà tăng 6 phiên liên tiếp trước đó của Vindex là một trong những yếu tố thúc đẩy cho cái lượng cầu trong phiên ngày hôm nay à, tham gia vào thị trường. À, tính từ phiên ngày hôm 19 tháng 12 thì Vindex đã có 6 phiên tăng điểm liên tiếp Và ngày hôm nay là phiên đầu tiên à, nó chấm dứt cái chuỗi tăng điểm trước đó à, Nhìn chung thì à, như ngày hôm trước chúng ta có nói về câu chuyện đó chính là hiện tại thị trường đang ở một cái vùng khá là nhạy cảm à, Nó đã chạm cái ngưỡng quá mua Bên cạnh đó là vùng kháng cự bên trên à, của cái giai đoạn quay vừa rồi à, Thì ở trong những cái video gần đây à, thì em đều nói là Vindex sẽ cần chứng lại một nhịp à, Để hấp tụ lại cái lượng cung chốt lời ở quanh cái vùng kháng cự này À, nó có hai lượng cung chính một là cái lượng cung xuất phát từ cái vùng kháng cự phía trên à, hai là cái lượng cung bán ra loanh quanh cái đường em 200 trăm nữa à, nên nó sẽ là một cái vùng kháng cự gọi là giao thoa kết hợp à, của hai cái yếu tố đó à, nên nó khiến cho cái cái lượng cung bán ra ở vùng này nó mạnh hơn à, nhưng mà nhìn chung thì rõ ràng phiên ngày hôm nay mình thấy được ở trong phiên à, cái lượng cầu nó vẫn hấp thụ khá là tốt à, thì có thể là ngày mai đầu ngày lực bán nó vẫn sẽ tiếp diễn là do bởi vì ngày hôm nay chúng ta bán vào cuối ngày à, nó khiến cho Vindex tạo ra một cái nến đóng cửa thấp nhất ngày à, thì có thể là ngày mai chúng ta vẫn sẽ có một cái nhịp cuốn xuống à, để bán tiếp một nhịp à, đâu đó nó sẽ quay về kiểm tra kiểm định lại cái mức khoảng tầm là 1.110 cho tới 1 112 lanh quanh cái đường MA20 à, thì có thì chúng ta sẽ bắt một nhịp ngắn à, để quay về kiểm tra lại cái đường MA đó thì sau đó chúng ta sẽ có một cái giống như việc là khi mà chúng ta gặp một cái lượng cái vùng cản quá dày đi thì buộc chúng ta cũng sẽ có một cái nhịp chứng lại à, một cái nhịp nhúng lại à, để hấp thụ cái lượng cung chốt lời ra À, và sau đó chúng ta sẽ nỗ lực để quay trở về kiểm định là cái pin chơi lanh quanh ngưỡng tầm 1130 một lần nữa ha Ê, Thì một tí nữa mình sẽ nói sâu hơn về cái yếu tố kỹ thuật à, Rồi à, thì ở trong thị trường chúng ta ngày hôm nay à, thanh khoản đạt cái mức là 19.000 tỷ Ngày hôm nay thanh khoản là cao à, Nó cao ở đây là cao so với lại những phiên trước đó Nhưng mà ở lanh quanh cái mức trung bình à, so với lại những phiên gần đây à, Và chúng ta có 219 mã tăng so với lại là 250 mã giảm tôi ra để nói phiên ngày hôm nay là một phiên điều chỉnh thì nó cũng không hẳn À, là Bởi vì ngày hôm nay thì thị trường chỉ giảm có 0,02% thôi, à, nó cũng chưa hẳn gọi là điều chỉnh, à, nó hôm nay gọi là cái phiên mà nó điều tiết lại cung cầu sau một cái giai đoạn mà thị trường tăng quá nóng thôi à, Chỉ cần hình dung đơn giản thế này là sau một cái giai đoạn mà thị trường tăng mạnh thì đồng nghĩa là sẽ có một cái lượng lớn nhà đầu tư bắt đầu có lãi đúng không à, Thì những cái nhà đầu tư bắt đầu có lãi đó thì khi mà gặp kháng cự thì họ bán ra, dù khi mà thị trường giảm về sát cái ngưỡng 1130 thì bắt đầu họ bán ra À, thì nó tạo ra một cái lượng cung bán ra ngoài thị trường thì khi đó buộc cầu nó phải chấp nhận à, và nó hấp tụ là cái lượng cung đó. Nếu nó muốn đi tiếp hay là nếu nó muốn vượt qua được cái vùng kháng cự là 1130. À thì có thể xem cái nhịp này giống như là một cái nhịp chạy đà trước khi mà chúng ta vượt thoát khỏi cái vùng biên trên đó. À, là bởi vì nếu mà chúng ta vượt được cái vùng pin trên 1130 thì chúng ta cũng sẽ confirm cái xu hướng tăng. À, và giai đoạn sau có thể dòng tiền sẽ đổ vào à, tốt hơn rất là nhiều. À, thì đó là một trong những cái yếu tố khiến cho thị trường bắt buộc phải có một cái sự hấp tụ à, cũng như là chuẩn lại lên quanh cái vùng này. À, thì trong cái giai đoạn đó thì cái cái nhóm ngành cái cái mạng cổ phiếu nó cũng sẽ có sự hấp tụ của nó. Ví dụ ngày hôm trước có nói với anh chị rồi đầu tiên là nhóm chứng khoán đi. À, ngày hôm nay dòng tiền tham gia vào nhóm chứng khoán khá là tốt và thậm chí nó là cái nhóm mà được chú ý nhiều nhất ở trong phiên ngày hôm nay nhờ vào HCM. À khi mà HCM phiên buổi chiều đã có thời điểm nó tăng được khoảng tầm 3 4% à và sau đó bị chốt ngược trở lại cuối ngày à, tạo cái đuôi nến ở phía trên. À, SI VND thì cũng lên xanh nhẹ. À, nhìn chung thì nhóm chứng khoán vẫn đang cho thấy một cái vận động khá là yếu ở cái cái nhịp tăng lần này của thị trường à, Nếu như thị trường đã bật lên từ vùng đáy 1080 à, lên sát là cái mốc 1120 ở phía trên này rồi à, Thì cái nhóm chứng khoán nó vẫn đang có một cái độ đàn hồi khá là kém à, Thì một phần nó bị ảnh hưởng từ cái thông tin KRX à, Đó lý do vì sao mà có thể cái nhóm này vẫn sẽ chịu một cái lực bán nhất định ở trong những phiên sau à, Xuất phát từ cái lượng nhà đầu tư cá nhân kèm hàng à, Cũng như là cái lượng nhà đầu tư cá nhân đu bám À, mục đích là họ phải làm sao rủ bỏ ra bớt được cái lượng nhờ từ cá nhân đu bán thì ở giai đoạn sau họ mới có thể đi xa hơn được. À, đó là cái diễn biến chung của nhóm chứng khoán. Ê, nên hai video hay trước, á, hai video mà em có làm đầu tuần, á, em có nói với anh chị là giai đoạn này nếu mà chúng ta kỳ vọng vào một cái ngành dẫn dắt à, thì chúng ta sẽ không kỳ vọng vào nhóm chứng khoán mà chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào cái nhóm ngành thép à, và nhóm bất động sản. À, đây là hai nhóm mà chúng ta kỳ vọng rằng nó có thể hút tiền và nó tạo được cái tiền đề để kéo tiền tham gia vào những cái nhóm ngành khác luôn. lấy ví dụ đơn giản bây giờ thị trường đang xoay quay. À, thực ra chỉ cần một nhóm ngành nào đó nó vượt đỉnh thôi à, ví dụ như em nói là nam kim nó vượt đỉnh lên trên đi thì ngay là tức dòng tiền nó cũng sẽ cuốn vào nó tham gia vào những cái mã cổ phiếu khác à, của nhóm ngành khác là bởi vì nó nhìn thấy được cái sự luân phiên và cái sự mạnh mẽ của dòng tiền à, thì đó lý do vì sao mà em thường nói là nếu mà đang xe quay thì kiểu gì cũng phải cần dòng dẫn dắt để vượt qua được cái biên trên của vùng xe quay à, chứ nếu không thì đó là khó đi xa à, bởi vì nếu mà như ngày hôm qua em nói là bây giờ nếu cứ kéo trụ đi lên thì nó chỉ lên được về mặt chỉ số thôi chứ để nói về câu chuyện là 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 cổ phiếu đi lên hay là dòng tiền nhà tư cá nhân đổ vào thì không có nó chỉ có kéo về chỉ số thôi. À, bây giờ anh chị muốn tạo lập họ kéo lên 1 300 ba cũng được đúng không? Họ chỉ cần kéo như cái mã mà ít ít à, nhà tư cá nhân tham gia kiểu như là vietcombank, masan hay là vinh hơn, họ kéo đồng lại như cái mã đó thì kiểu gì chỉ số nó cũng sẽ lên theo. À, nhưng vấn đề ở đây là chúng ta phải quan tâm tới câu chuyện là dòng tiền à, liệu rằng là khi mà kéo lên thì phải làm sao để cuốn được cái dòng tiền đứng ngoài tham gia vào thị trường à, chứ không phải là là kéo lên để gọi là là về mặt hình thức à, ví dụ như anh chị đó là bây giờ chốt náp chốt náp bản chất nó kéo lên chỉ là mặt hình thức à, nó kéo lên để cái cái náp của nó ở giai đoạn cuối năm nay nè chốt lại danh sách là một cái náp tăng trưởng tốt thì về bản chất anh chị thấy là nó chưa thực hiện hóa cái lợi nhuận đó đúng không nó chưa bán ra thì thực ra cái chốt náp đó bản chất nó cũng là một loại hình thức tức là họ kéo lên để phục vụ cho cái vấn đề trình bày làm sao để họ diễn giải với những cái nhà đầu tư nước ngoài những cổ đông của họ à, rằng là họ đã quản lý danh mục tốt à, so với lại thị trường chung thường thì người ta sẽ so sánh với cái hiệu suất của Vindex ví dụ như Vindex năm nay tăng 10% thì danh mục của anh chị nếu mà tăng 20% thì là ok là ao bờ là tốt so với lại thị trường và ngược lại nếu mà Vindex tăng 10% mà danh mục anh chị tăng dưới 5% hay thậm chí là âm um, thì khi đó là anh chị bị under bờ và nếu chúng ta bị under thì chúng ta phải tìm cái cách nào đó à, phải tìm ra một cái lời giải thích là vì sao tôi đưa tiền cho anh đầu tư ở trong cái quỹ này mà anh lại làm cho cái đồng tiền của tôi kém hiệu quả hơn cả tôi đầu tư vào thị trường nếu bây giờ tôi đưa tiền cho anh tôi trả công cho anh hàng, hàng năm hàng năm các cái quỹ ship những cái quỹ mà chủ động họ sẽ được trả một cái phí là management fee là cái phí để được quản lý tài sản Đấy. thì bây giờ nếu mà ông nói rằng là ông không thể đầu tư mà tốt hơn thị trường nữa thì tôi bỏ tiền tôi mua ETF cho rồi tôi mua những cái quỹ chủ động, bị động những cái quỹ mà không cần quản lý quá nhiều À, chỉ cần mua theo cái rổ chỉ số và cơ cấu theo cái rổ đó thôi đấy thì đó là cái cái hướng mà chúng ta nhìn nhận ở trong cái giai đoạn chốt náp sắp tới ngày hôm qua em cũng nói một lần rồi à, cái việc chốt náp không nhất thiết là chốt để tăng hoặc chốt để giảm mà nó phụ thuộc rất nhiều vào cái chủ đích chốt của giai đoạn cái chủ đích của cái quỹ đó trong giai đoạn đó em lấy ví dụ như nếu bây giờ cái năm nay à, quỹ của Dragon Capital à, một trong những cái quỹ lớn nhất của Dragon Capital là Veil à, cái quỹ Veil à, họ nắm giữ một cái danh mục à, lên tới à, hơn 1 tỷ đô Đây. Ê, chúng ta thấy là chúng ta có thể vào danh mục đầu tư của các quỹ uh, của Trading Capital à, để mình xem xem họ đang nắm giữ những cái mã cổ phiếu nào. Để ví dụ như ở đây họ sẽ phân loại cho chúng ta được, ví dụ theo cái kỳ gần nhất là ngày 31 tháng 10, à, họ sẽ phân loại cho anh chị là hiện tại họ đang nắm cổ phiếu nào, tỷ trọng bao nhiêu như thế nào à, và cái hiệu suất của nó. Thì trong cái trường hợp mà cái báo cáo náp của họ, cái tăng trưởng náp của họ mà kém ví dụ như là một năm nay họ tăng được 6,8%. À, trong khi đó một năm vừa rồi là Vindex nó tăng được hơn 6,8% đi thì khả năng cuối năm là gì là những quỹ này họ phải chủ đích kéo lên à, kéo lên những cái mạng cổ phiếu trong cái rổ này nè mục đích để làm gì mục đích để phục vụ cho cái việc là là chốt nát phải đưa cái danh mục của họ về một cái mức hiệu suất gọi là chấp nhận được chứ nếu bây giờ mà Vindex tăng 10% mà danh mục của ông tăng 6% thì là ông kém ông kém thì ông phải giải thích vì sao ông kém như vậy đấy thì anh chị thấy được à, đó là lý do vì sao mà giai đoạn vừa rồi anh chị thấy những cái mà cổ phiếu tăng rất là đặc trưng ví dụ vtb đúng không à, rồi mà cũng bật từ vùng đáy lên này, fpt cũng tăng rất là mạnh hay thậm chí là chơmadec giai đoạn ngày vừa rồi cũng tăng là một cây trần đấy thì anh chị thấy được là nó có vài cổ phiếu mà nhìn chung là mình thấy được cái lực cầu tham gia vào nó thì cơ bản là nó có sự tác động tương đối nhiều thường là vào những cái phiên atc lý do đơn giản là bởi vì họ muốn đưa cái mức giá lên càng cao càng tốt để phục vụ cho cái vị chốt nát của mình rồi, đó là với diễn biến của cái diễn biến chung tổng quan của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay cũng như là một vài cái vấn đề mà chúng ta cũng lưu ý. À, rồi, à, thì thật ra nếu nói về dòng tiền ngày hôm nay thì nhóm chứng khoán có HCM là tăng điểm tốt. À, ngoại trừ HCM là có câu chuyện tăng vốn ra, à, thì những mã cổ phiếu còn lại thì mình vẫn đánh giá là yếu nha, nó vẫn yếu sẽ như mặt bằng chung của cái nhóm ngành à, và khả năng nó vẫn sẽ cần thêm thời gian để hấp thụ lại cái lượng cung, à, lượng cung này xuất phát từ cái lượng cung em nghĩ là một phần là đầu cơ, à, một phần là bán ra do cái câu chuyện là 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 krx nó vẫn là một câu chuyện mà em nghĩ là người ta vẫn trông đợi nhiều thì khi mà người ta bị thất vọng thì người ta vẫn có sẽ có xu hướng bán ra à, nhưng mà nếu anh chị nào mà gọi là quá bi quan về nhóm này thì em nghĩ là anh chị cứ tự tin là bởi vì bản chất nó sẽ không làm thay đổi cái kỳ vọng cái triển vọng của doanh nghiệp ngành chứng khoán đâu à, nó chỉ làm trẻ hơn một xíu thôi à, nó chỉ làm cái vấn đề nó diễn ra chậm hơn một xíu thôi à, còn các cái tiến độ khác ví dụ như là vận hành t 0 hay là nâng hạn thì nó vẫn là một cái gì đó kỳ vọng trong lâu dài à, đó là tiềm năng của thị trường ha. À, rồi đó là với diễn biến chung của thị trường ngày hôm nay Tiếp theo là mình sẽ nói về à, à, kỹ thuật Để yếu tố kỹ thuật một xíu đi à, Thì anh chị nào hiện tại đang xem video của em Nếu thấy hay thì đừng quên bấm like video ha à, Subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký đó. À, Và nếu hiện tại anh chị nào mà đang có nhu cầu à, muốn tìm kiếm một cái người hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu và danh mục à, thì có thể là kết bạn zalo với em hoặc là trợ lý của em à, để được hỗ trợ trong quá trình đầu tư à, về tư vấn cũng như là về mở tài khoản tại vbs nếu anh chị nào mà đang giao dịch ở công ty chứng khoán khác hoặc nếu anh chị đã có tài khoản vbs rồi thì có thể là theo hướng dẫn à, để chuyển về à, em hỗ trợ tư vấn ha à, rồi cảm ơn chị rất nhiều vì luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em Ở à đây à, thì bây giờ chúng ta nhìn về kỹ thuật một xíu À, thì như ngày hôm trước mình nói rồi xét về mặt tổng thể thì chúng ta vẫn là sẽ quay nha chưa có gì thay đổi hết phiên ngày hôm nay vẫn không làm thay đổi bản chất xu hướng đâu và phiên ngày hôm nay thật ra sau 6 phiên tăng liên tiếp ngày hôm nay thì trường chỉ giảm rất nhẹ là 0,02% thôi Ê, Nên nên chị cũng đừng quá lo lắng về cái cái nhịp bán ngày hôm nay à, là bây giờ mình cũng nói rằng thị trường nó sẽ cần sự điều hòa à, và tất nhiên là để vượt được cái vùng kháng cự mạnh này nó cũng sẽ cần thời gian để hấp thụ cái lượng cung chốt ra ở đây anh chị cứ dùng cái đơn giản là những cái nhậu từ cá nhân mà người ta có lãi người ta bắt đáy ở cái nhịp vừa rồi á thì người ta cũng sẽ có tâm thế là liệu có nên bán ở cái vùng kháng cự này hay không À, bởi vì đây là một kháng cự khá là mạnh, đã test lại nhiều lần trước đó chưa vượt qua được và nó cũng là kháng cự pin trên của nhiều cổ phiếu. Nên nếu thường khi mà người ta mua ở bên dưới rồi thì người ta sẽ có xu hướng bán ra ở cái vùng pin trên đó. À, đó lý do vì sao mà cái lượng cung ở đây nó mạnh. À, nhưng mà ngắn hạn thì à, cơ bản là chúng ta vẫn sẽ có những cái vùng hỗ trợ rất tốt ở phía dưới mà đã được retest lại nhiều lần. bây à, giờ anh chị thấy được là cái mốc 1110 là cái mốc mà hồi nãy có đề cập tới đó. À, nó sẽ tương đương với lại cái điều 20 luôn à, và ở trong cái nhịp retest lần này ví dụ một cái nhịp bắt xuống đi. À, tức là trong trường hợp mà nó không giữ được nền thì nó, nó có thể có một cái nhịp bắt nhẹ xuống về lại cái đường em 20 mươi à, xem như là để kiểm tra lại cung cầu liên quan cái vùng hỗ trợ đó đấy thì chúng ta sẽ follow cái yếu tố về lực bán của nó nếu mà nó retest lại cái lượng cung ở đó à, đi kèm với lại volume thấp à, tức là cái lượng bán ra nó suy giảm đi à, thì mình thấy được là nó có sự đồng thuận ở đây tức là những cái phiên tăng những cái phiên mà tăng điểm á, à, thì giá tăng à, có sự đồng thuận về dòng tiền à, và ngược lại những cái phiên giảm điểm ở thời điểm đó à, mà thanh khoản nó có xu hướng giảm nhẹ trở lại À, thì mình thấy được đó chính là cái 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 nhìn chung là đó là cái dấu hiệu cho thấy rằng cái lượng cung nó đã bắt đầu chững lại và nó không muốn bán ra nữa mà nó sẽ có xu hướng là gì à, nó sẽ có xu hướng là chờ đợi thị trường vượt đỉnh chẳng hạn vậy à, nên đó lý do vì sao mà trong trường hợp mà nếu mà thị trường nó bách về lại cái vùng em ấy quanh 20 hai mươi đấy lên quanh một một trăm đấy mà đi kèm với là thanh khoản dưới trung bình tức là lên quanh cái mức dưới trung bình thì khả năng rất cao ở giai đoạn sau khi mà chúng ta bật lại chúng ta test một thì chúng ta sẽ vượt qua được cái vùng kháng cự đó À, bởi vì nó là một signal cho thấy rằng là cái lượng cung nó không muốn bán ra ở cái vùng này mà nó có xu hướng là chờ đợi vượt đỉnh mà à, thì có thể cái lượng tiền nó sẽ cuốn vào để giúp cho Vindex vượt đỉnh được ở cái giai đoạn sau Đấy. thì đó là với cái cái diễn biến ngắn hạn của thị trường à, và khi mà chúng ta cái đồ thị một giờ chúng ta chạm về cái vùng quá mua thì hiện tại nó cũng đã quay về dưới cái mức 70 rồi thì cũng xem như là mình đang điều hòa điều tiết nào một xíu đây mình quay về dưới cái mức 70 rồi à, thì có thể nó sẽ trở lại lên quanh ở đó khoảng tầm mà À, 60 uh, test về lại cái đường trên la ở dưới này à, cái RSI á, nó sẽ test về lại cái đường trên la ở dưới này trước khi mà nó bật trở lại nó test lại cái đỉnh cổ phía trên một lần nữa à, rồi đó là với uh, uh, Vindex hiện tại à, thì uh, nhiều anh chị có hỏi em về cái câu chuyện là bây giờ nếu mà chúng ta đang cầm hàng đang cầm cổ phiếu à, và chúng ta đang gặp cái vấn đề đó chính là các cổ phiếu chúng ta tiệm cận cái vùng pin trên thì chúng ta có nên bán hay không à, thì thứ nhất là chúng ta vẫn xác định cái câu chuyện đó chính là thị trường vẫn sẽ quay về, tức là cái cái chiến lược của chúng ta về trading vẫn là không thay đổi nha mình vẫn phải giữ nguyên cái chiến lược trở điên đó bản chất là bởi vì chiến lược đó sẽ hiệu quả rất nhiều trong những giai đoạn sideways quay thế này còn những cái chiến lược mà cố mua break hay là bán đủ à, bán khi mà thủng đáy thì những cái chiến lược đó thường sẽ không mang lại sự hiệu quả cao à, nên chị để ý cái đó ha à, rồi à, thì đó là với à, à, diễn biến của Vindex. à, thì à, chúng ta xét về cái đồ thị ngày à, hiện tại đi à, đồ thị giờ thì mình nhìn cũng nhiều rồi nhìn chung là nó vẫn đang cho thấy cái yếu tố sideways quay khá là tốt còn nếu mà xét về đồ thị ngày thì thật ra là Vindex sẽ có một cái gap lên quanh đây. À, cái gap lên quanh phiên ngày hôm qua là ngày 26 tháng 12 nó mở ra. À, cái gap up nó mở ra với cái volume tương đối lớn, à, thậm chí nó lớn hơn cả cái phiên tăng bùng nổ trước đó nhưng mà anh chị thấy cái mức độ tăng của nó ngày hôm qua có nó rồi. À, tức là nếu mà chúng ta thấy là cùng một cái lượng volume đi và thậm chí phiên ngày hôm qua volume lớn hơn cả cái phiên tăng ngày hôm 25 tháng 12. À, thì nó có một cái đó chính là nó cái mức tăng của nó so với lại cái lượng volume đó nó thấp. À, thì ngày hôm qua em có lấy một cái ví dụ cho anh chị dễ hình dung đó chính là À, thay vì trên cái con đường bình thường à, mình đi một lít xăng thì mình đi được 40 cây số thì bây giờ một lít xăng mình chỉ còn đi được 20 cây số thôi à, thì nó cho thấy rằng là đã có những cái ma sát những cái rào cản khiến cho cái cái xe đó nó, nó vận hành tốn nhiên liệu hơn à, tốn nhiên liệu hơn à, và tức là mình thấy được là mặc dù thị trường là vẫn tăng à, nhưng mà với cùng một cái lượng cầu đổ vào à, thì nó tăng được với cái mức này và tăng được với cái mức kia đấy à, thì mình sẽ thấy được cái yếu tố đó chính là cái tốc độ tăng giá nó bị chậm lại cái tốc độ tăng giá nó bị chậm lại nó hàm ý rằng là có cung bán ra đó ở đây cung chính là lực ma sát đó à, cung với là lực ma sát bán ra đó đấy thì trong ngắn hạn có thể là nó sẽ quay về kiểm tra lại cái gáp đó lên quanh thì nó cũng lên quanh đâu đó khoảng tầm một nghìn à, tương đương với lại cái đệm hai mươi luôn á mà nãy em có đề cập tới á à, rồi ha thì à, thường á cá nhân em đánh giá nếu mà thực sự nó khỏe thì thị trường sẽ đã không có nên bắt quá sâu à, ví dụ nếu mà có những cái nhịp rút chân về lại một quanh một à, nghìn một À, lên sừng ở đó à, hay là sai quay lại cho cái biên 1110 cho tới 1120. À, biên trong khoảng tầm 10 điểm thôi. À, thì cái khả năng mà nó vượt được cái cái đỉnh cũ phía trên này là cao. Bởi vì thế đó hiện tại nếu mà xét về những cái yếu tố vĩ mô thì mình nói quá nhiều rồi. À, những cái yếu tố vĩ mô hay thậm chí là cả chứng khoán thế giới tăng rất là tốt giai đoạn vừa rồi. À, hầu như là nếu mà xét về một cái chuỗi tăng thì rất nhiều chỉ số như Dow Jones hay là S&P 500 đã về là cái đỉnh thời đại của nó. Nasdaq thì cũng đang tiệm cận đâu đó rồi. Ví dụ Nasdaq bây giờ nó lên quanh khoảng tầm 15.000 thì cái 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 đỉnh thời đại của nó chỉ khoảng tầm 15.000 nghìn bảy, mười thôi, tức là nó cũng đã ở rất là cận rồi. đó là một cái yếu tố mà em nghĩ là sẽ tích cực. À. À, rồi ha, cho cái, cho cái lượng cầu trong trung hạn của thị trường. tức là khi mà chúng có thế giới tăng tốt như vậy thì ngắn hạn có thể là mình chưa reflect, mình chưa phản ánh được ngay, à, nhưng về dài hạn thì cơ bản là có. À, nó sẽ có cái lượng cầu tham gia và thậm chí là cái lượng tiền từ khối ngoại tham gia và à, khi mà họ thấy rằng thị trường Việt Nam hấp dẫn. À, ngoài ra thì cũng có cái điểm rất là đặc trưng ngày hôm nay nha là sau một cái chuỗi bán rồng liên tục của khối ngoại đây thì ngày hôm nay là cái phiên đầu tiên họ mua rồng là sau cái chuỗi bán rồng vừa rồi Ngày hôm nay khối ngoại mua rồng lại đâu đó khoảng hơn 100 tỷ đồng à, khoảng 139 tỷ trong đó tập trung vào những cổ phiếu trong nhóm VIN30 à, và HCM cũng là cổ phiếu mà khối ngoại đã tác động rất là nhiều khi mà mua lên tới 55 tỷ À rồi TPBank là những cổ phiếu tăng tốt ngày hôm nay luôn á, HCM TPBank này. Masan này cũng vậy nè, Masan là cổ phiếu tăng tốt ngày hôm nay thì cũng có sự tham gia góp sức từ lượng cầu của khối ngoại đứng vào. À, rồi. À, thì nhìn chung là em nghĩ đây là tín hiệu tốt nha. Tốt là ở chỗ là gì là ít ra nó đang nó đang ngừng bế. Nó không tiếp diễn cái đà bán trước đó. Và tức là chúng ta sẽ bớt đi một cái lượng cung. À, bớt đi một cái lượng cung hay thậm chí là chúng ta có thể gia tăng thêm được một cái lượng cầu. À, là bởi vì cái lượng cầu khối ngoại này cũng là một cái lượng cầu rất tiềm năng. À, thì ngắn hạn thì nó sẽ chưa khẳng định được là khối ngoại đã hoàn toàn đảo chiều hay chưa như ít ra ít ra nó đã cho thấy rằng khả năng thị trường khối ngoại đã bán được gần hết cái lượng hàng mà họ muốn bán rồi à, vì một cái kỳ vọng nào đó à, ngày hôm trước cũng nói là cái lực bán từ khối ngoại nó sẽ không xuất phát từ câu chuyện đầu cơ à, mà cái lực bán từ khối ngoại xuất phát từ câu chuyện là những cái quốc gia họ có nhu cầu muốn rút tiền về à, nhu cầu muốn rút tiền ra khỏi Việt Nam à, để phục vụ cho những cái mục đích đầu tư khác chứ không phải là câu chuyện đầu cơ À, rồi ha thì đó là với cái diễn biến hiện tại về dòng tiền khối ngoại mà chúng ta không cần lưu ý nè à, rồi à, thì xét về à, đây thanh khoản thị trường ngày hôm nay à, thì thanh khoản nó cũng đạt cái mức dưới cái phiên ngày hôm qua thấp hơn phiên ngày hôm qua à, cũng cho thấy được là phiên ngày hôm nay là một phiên bị bán nhưng mà lành mạnh đấy bị bán lành mạnh tức là dù bị bán xuống nhưng mà cái lượng cầu vẫn hấp thụ tốt à, rồi à, đó là với và cái và cái áp lực bán ra với các cổ phiếu nó cũng không quá nhiều À, ví dụ vài cổ phiếu nó giảm thì nó chỉ giảm trong biên độ khoảng tầm một phần trăm đổ lại thôi, à, nó khá là tốt. À, rồi, ha. đó là với diễn biến của Vindex cũng như là một vài cái tín hiệu về dòng tiền. À, thì, à, có thể là bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua đánh giá phân tích về cái diễn biến của một vài cổ phiếu tiêu biểu đi à, đại diện cho phiên ngày hôm nay. Nhưng cho thật ra nếu chỉ để ý thì gần như những cái phiên như ngày hôm qua hay ngày hôm nay thì cái nội dung video mình nó sẽ rất là khó à, để khai thác được nhiều khí cạnh là bởi vì thật ra thị trường nó cũng không có quá nhiều biến động. À, về mặt diễn biến nó cũng dằn coi trong cái biên độ đó nó vẫn chưa có một cái điểm nào mới một cái điểm nào sáng à rồi à, thì chúng ta trước mắt chúng ta cũng sẽ theo dõi cái vận động của cái cổ phiếu tại cái vùng biên trên hiện tại ha. khi mà Vindex hiện tại cũng đã tìm cận sát cái vùng biên trên rồi đâu đó khoảng tầm là 1125 cho tới 1130 ha rồi à, thì chúng ta cũng sẽ đi sơ lược qua từng nhóm ngành đầu tiên là mình nói về ngân hàng À, thì anh chị để ý được là ngân hàng động rồi cũng là một trong những cái nhóm được kéo giá khá là tốt nha ví dụ tiêu biểu mình thấy là acb cũng tăng trưởng rất là tốt trong cái đoạn vừa rồi hay thậm chí là cả bid à, thì nhìn chung cái nhóm ngân hàng hiện tại trong ngắn hạn nó sẽ có hai chiều hướng một là cái lượng cầu tham gia vì kết quả kỳ doanh quý 4 là cái lượng cầu này thì hiện tại khả năng vẫn tham gia và vẫn sẽ là một cái động lực tốt cho cổ phiếu rồi à, cái yếu tố số 2 đó chính là nhóm ngân hàng là một trong những nhóm mà nằm trong quỹ đầu tư tức là nằm trong các cái quỹ đầu tư rất nhiều à, quỹ quỹ tiếp luôn à, thì với những cái quỹ đầu tư này thì cơ bản là họ cũng sẽ À, có cái xu hướng là kéo những cái mặt cổ phiếu ngân hàng à, để chốt nát, để đóng cửa được ở giá cao ví dụ chị thấy ACB là một cổ phiếu cũng nằm trong cái danh mục đầu tư của uh, Tragen Capital đúng không Nên chị thấy được là giờ đằng sau Tragen Capital kéo ACB lên cũng xác cái vùng định cũ trước đó mà Hà đã mua đúng không à, để giảm bớt cái thiệt hại ảnh hưởng từ cái cổ phiếu này à, rồi đó là với uh, diễn biến của thị trường ở đây mình nói về uh, vài cổ phiếu ngân hàng tiêu biểu mình có là ngày hôm nay là Eximbank Eximbank thì hiện tại vẫn cần sideways, volume cần thấp lại một xíu các cần giảm volume là một xíu này. HĐB hiện tại ngày hôm nay HĐB vượt được cái đỉnh giai đoạn vừa rồi nha thì có thể xem đây là một trong những cổ phiếu ngày hôm nay vượt đỉnh được cái 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 giai đoạn trong năm vừa rồi. vượt qua được cái đỉnh ở tháng 8 à, tháng 8 năm 2023 đấy. Thì tạm thời nó đang ở cái vùng đỉnh, cái vùng kháng cự phía trên này và thậm chí nó đang tiệm cận về cái vùng kháng cự ở cuối giai đoạn 2021 luôn. À, ngắn hạn nữa anh chị nào mà HĐB thì anh chị cũng chú ý giùm em mình nâng, mình, mình chủ động mình nâng cái chặn lãi ở nội hỗ trợ phía dưới này quanh khoảng tầm giá 18 năm. À lên quanh phía dưới này. À tầm 18 năm. À, khi mà liên tục rút chân lên thế này thì cái lượng nhau cá nhân đeo bám khá là nhiều à, tiếp theo mình sẽ nói về liên việt này liên việt thì vẫn đang nỗ lực để quay về lại cái biên trên quanh khoảng tầm giá 16 15 à, 16 16 năm ha. rồi SB thì mình xem cũng tương đối rồi. SB thì STB uh, hay là SB những cái mã ngân hàng này thì nhìn chung là nếu anh chị nào tham gia thì cũng hạn chế. Thực ra những cái mã như SB thì một phần nó là thuộc bao cung, thậm chí cả VBank cũng là một dạng bao cung khi mà anh chị nhìn volume rất là đều, và những cái mã volume rất là đều và tác động vào giá rất là lớn, hay còn những cái mã tính thị trường như, như là STB, Techcombank thì hay là thậm chí là cả VIP mà với là những cổ phiếu máy tính thị trường nhiều hơn. Rồi ha. À, tiếp theo thì mình sẽ nói về nhóm bất động sản khu nghiệp, bất động sản khu nghiệp thì hiện tại mình cũng tập trung vào cho em là IDC à, và VGC. À, đây là hai cổ phiếu mà em nghĩ là tiềm năng nhất ở trong cái giai đoạn sau này. À, cũng như là nhờ cái yếu tố hỗ trợ quỹ đất của nó À, rồi đối với lại những cổ phiếu khác như là KBC thì hiện tại vẫn đang xe quay trong cái biên khoảng tầm giá 30 tới 33 nên nếu mà có giá tầm 30.5 độ lại thì mình canh tham gia được ha. Rồi, đó là với nhóm bất động sản khu nghiệp nhìn chung thì vẫn đang lên sinh lên quanh ở cái nền ở phía trên nha. Nó cũng không giữ quá thấp, nó vẫn neo giá khá là tốt. Hầu như một vài cổ phiếu như kiểu uh, ở phía trên này, ở phía trên như là IDC hay là VGC thì những cổ phiếu này hầu như là cái lượng cung để bán nó sẽ không nhiều. À, rồi ha chúng ta nói về nhóm bất động sản bất động sản thì vẫn tập trung cho em là nhóm như Nova BDR là những cái ông mà mang tính chất đại diện đấy nó cũng giống giống vậy đấy, thì hiện tại thì ngắn hạn thì BDR cũng đang lên xình dần co ở quanh cái vùng hỗ trợ dưới này à, lên quanh ngưỡng hỗ trợ tầm 26 à, lên quanh 26 26 năm à, thì, ngày hôm trước cũng nói một lần rồi ha à, trước mắt thì nếu anh chị nào mà đang cầm BDR thì chú ý treo cái kẻ trên tầm 29 nếu mà giá nó chủ động nó test là cái vùng pin trên đó thì mình cũng có tất cả mình đảo ra bớt được ha Rồi, uh, chúng ta có DSG DN Nam Long ngày hôm nay cũng giảm DG ngày hôm nay cũng giảm ngày hôm nay nhóm bất động sản chịu cái lực chốt tương đối khá. Rồi, đó là với nhóm bất động sản nhìn chung nếu anh chị đang cầm cổ phiếu này thì anh chị cứ chú ý mấy cái vùng hỗ trợ bên dưới của nó. Ví dụ như là kiểu VHC thì uh, DG thì con nó đó khoảng tầm giá 25, uh, hay là chúng ta có DSG bên dưới khoảng tầm giá 18 vân vân. vâng, à, thì mình bám sát cái vùng hỗ trợ bên dưới của nó ha cảng biển thì ngày hôm nay tiếp tục bị chốt nha ngày hôm nay cảng biển có VSC cũng bị chốt này hh bị chốt này à, BBT cũng bị chốt nhẹ những cái mã này anh chị hoàn toàn có thể canh tham gia được ví dụ như ngày hôm qua anh có nói BBT có giá tầm 26 sáu năm đúng không HAH thì nó nó lăn quanh đâu đó cái giá phải tầm giá 30 uh, chính xác là phải tầm 37 37 đổ xuống à, lăn quanh 37 đổ xuống à, rồi h đó là với diễn biến của uh, một vài nhóm ngành khác biệt tức là một vài nhóm ngành mà mít cáp đó ví dụ như là kiểu cảng biển vận tải đó à, rồi còn đó với lại những chứng khoán, chứng khoán thì chúng ta có ngày hôm nay có HCM là tăng điểm tốt, HCM nhìn chung là cũng không còn kháng cự nào quá lớn ở phía trên ngoài trừ cái gáp này. Hiện tại em nghĩ HCM cũng sẽ khó vượt qua cái gáp này ngay tức, nó buộc cũng phải có một cái nền xe quay ngắn lại lên quanh đây. À, chúng ta có SI, thì hiện tại vẫn chưa nó là nó vẫn đang nằm ở phần ở phần chính giữa của cái vùng xe quay của nó. Cái biên độ xe quay nó là khoảng tầm 31 tới 34. À, thì cái vùng chính giữa nó khoảng tầm giá 30 32 32.5 lên quanh đây. Thì nếu mà giá nó dao động lên xình ở phía trên này thì mình cũng rất là khó để mua mới được Hoặc chúng ta chỉ ưu tiên mua mới khi nó về lại cái vùng bên dưới này thôi Còn không thì phải chờ follow lại test lại cái vùng bên trên 34 này để xem cái lực như thế nào à, Nhìn chung thì HSI cũng có câu chuyện phát hành tăng vốn thì nó cũng sẽ là một trong những yếu tố hỗ trợ giá của nó Rồi hai chúng ta có FTS này à, Nhìn chung những cái mã vốn hóa nhỏ thì ngày hôm nay duy trì là lanh quanh tham chiếu à, Cũng chưa tăng được quá mạnh rồi Rồi à, Chúng ta nói về à, SS cũng là một cổ phiếu rất là nhiều anh chị đang follow này. S nhìn chung thì trong ngắn hạn em nghĩ là đây vào là một trong những doanh nghiệp có thể là follow tiếp. À, tức là cái kỳ vọng tăng trưởng vẫn còn. À, mình vẫn chú ý cái đó được. À, rồi. À, đối với lại SS thì thật ra nó vẫn đang nỗ lực để neo lại giá trên cái nền à, sideways trước đó là khoảng tầm giá 18.5. À, thì ngắn hạn nữa anh chị nào mà đang cầm thì em nghĩ là mình cũng sẽ chủ động mình nâng cái stop loss lên 18 năm luôn. Nếu mà giá nó quay về dưới 18 năm thì xem như nó fail cái 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 giai đoạn giữ giá vừa rồi thì một khi nó fail thì là chủ đích nó muốn ép xuống ở giai đoạn sau đó nên nếu anh chị mà đang cầm thì cũng chú ý với em ha à, tiếp theo mình sẽ đi qua về nhóm ngành thép đi thép thì vẫn là hoa sen và nam kim nhưng mà tất nhiên thì ngày hôm trước em cũng nói là nam kim nó cần thời gian à, thật ra cái cây nến ngày hôm cái hôm 10, 25 tháng 12 cái nến nó đã cho thấy là nam kim nó thật sự chưa chủ động muốn kéo rồi tức là nó vẫn đang chờ một cái gì đó bởi vì từ ra ngày hôm đó chúng ta có khá là nhiều yếu tố hỗ trợ về cả tâm lý cũng như là về cả dòng tiền nhưng mà rõ ràng là mình thấy được cái chủ đích là họ chưa muốn kéo nên họ mới có sự bán ra quyết liệt như vậy ở giai đoạn cuối ngày à. còn lại như hòa phát và hoa sen thì chủ yếu vẫn sai qua như hòa phát hiện tại thì cũng sát biên trên quanh 28 hoa sen thì cũng tiệm cận biên trên quanh hai năm nhìn chung thì em nghĩ nhóm thép vẫn là một nhóm mà có tiềm năng gọi là dẫn dắt nhiều so hơn với lại nhóm chứng khoán luôn à, thậm chí đại hiện tại thì mình thấy là nó vẫn khá là tốt rồi ha đó là với nhóm ngành thép nè nên tạm thời nếu anh chị nào mà cầm thì follow về à, những cái vùng cản trên khi mà tiệm cận những cái vùng pin trên cản trên thế này thì cũng sẽ hạn chế tham gia quá Ờ à, rồi à. đó là về nhóm thép tiếp theo là mình sẽ nói về nhóm dầu khí dầu khí thì đoạn này có BSR Oil thì em ngày hôm qua em có nói rồi những cái mã mà 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 nó bị có tính tương quan cao với giá dầu như là BSR hay là Oil thì anh chị cũng sẽ hạn chế tham gia lý do là bởi vì đoạn này anh nghĩ dầu giá dầu giá cũng sẽ khó tăng mạnh được à với những cái diễn biến hiện tại về cả nguồn cung và nguồn cầu thì cơ bản em nghĩ nó cũng sẽ lình xình trong một cái biên độ nhất định thôi à, nhưng mà cũng khó tăng mạnh được à, rồi chúng ta nói về à, chúng ta có BVD BVS này or này à, thì nhìn chung là chúng ta vẫn sẽ tập trung chú ý vào những cái mã cổ phiếu à, mà nó có tính tương gọi là nó nó có câu chuyện riêng hỗ trợ về giá kiểu như BVS thì nó có câu chuyện lô b gì đó còn vậy với rồi hay là Ori cơ bản nó đang trong đợi vào giá dầu nhiều hơn và giá dầu là một cái gì đó em nghĩ khó đáng à, tương lai khá là khó đáng đấy rồi à, chúng ta cũng đã đi lần lượt về ngân hàng chứng khoán này bất động sản thép hay là về à, dầu khí nhìn chung là đa phần các cổ phiếu nó có một cái điểm chung đó chính là nó đang có xu hướng tiệm cận về cái vùng biên trên à, và hấp tụ là cái lượng cung lên quanh cái vùng biên trên đó sẽ có những cổ phiếu đã đi trước thị trường kiểu như nam kim nó đã chủ động vượt qua được cái vùng đó rồi và đang retest lại cái vùng đó để xem cái vùng hỗ trợ như thế nào À, nhưng mà nhìn chung thì à, à, đối với lại những cái à, những cái cổ phiếu nào à, như anh chị có hỏi em là giai đoạn này nếu mà mở mua thì nên ưu tiên mua những cái mảng cổ phiếu nào ấy, thì em vẫn nói rồi chúng ta sẽ ưu tiên mua những cái mảng cổ phiếu mà đang có cái momentum tốt đang có cái đà tốt Ê, ví dụ như chúng ta thấy được là à, ở giai đoạn vừa rồi những cái mã như hah đi hay là mình lấy ví dụ là hah luôn đi bây giờ hah đang tăng rất là tốt đúng không tăng từ giá ba mươi lên giá ba 39 chín sau đó bắt đầu bị chốt người trở lại thế thì những cái mã này anh chị hoàn toàn cũng có thể canh tham gia ở đợt sau được là bởi vì cơ bản là nó cũng đang giữ giá khá là tốt à, rồi ha đó là với hh cũng như là một vài cái lưu ý của em ở giai đoạn này Ê, nên mình cứ tập trung những cái ông nào mà thứ nhất là đang ở bên dưới này đang ở bên dưới thì thoải mái rồi những cái ông kiểu nam long hay là kdh đi gì đó thì khả năng nó vẫn tích cực Đấy. còn nói với lại cái nhìn chung ở trong ngắn hạn À, đối với lại cái việc mà chúng ta ưu tiên mua những cái mã cổ phiếu mà đang tăng tốt đó, tức là nó đang bắt đầu có một cái đà tăng rất tốt à, sau đó bắt đầu gặp một cái lực chốt thì thông thường nó có một cái đà trước đó thì những cái đà đó nó sẽ cho thấy rằng là đa số những cái cổ phiếu đang tăng trong cái sự nghi ngờ như vậy thì thường nó sẽ không có xu hướng gãy chữ v à, nếu nó có bị chốt đó, thì nó cũng sẽ có một cái nhịp quay về, quay về retest lại cái vùng đỉnh ở phía trên đó là bởi vì rõ ràng mà vẫn có một cái lượng tiền đang đứng ngoài chờ tham gia à, mua những cái mã cổ phiếu tăng tốt như vậy và chưa kịp mua ở cái nhịp tăng đầu tiên đó À, thì thường nó sẽ có xu hướng quay về kiểm tra là cái đỉnh số 2 của nó cái theory này mình đã từng áp dụng với những cổ phiếu như là kiểu acb này đúng không lúc acb ở giá 22 thì em cũng nói với anh chị acb nó sẽ nỗ lực để nó quay về để test lại cái vùng pin trên quanh 23.5 này à, cũng rất là nhiều cổ phiếu ở đoạn vừa rồi. rồi mình đã đi follow theo cái cái gọi là cái cái lý thuyết này à, lý thuyết này nó không phải là một cái gì đó chính xác 100% nhưng nó cho mình biết được là à, à, cái khả năng rất cao những cái mạng cổ phiếu mà đang tăng lên tự nhiên gãy ngang á, thì xác suất nó có xu hướng quay về test là cái đỉnh đó rất cao À, là bởi vì đơn giản là mình hiểu ở đây câu chuyện về cung cầu thôi và rõ ràng à, họ chưa đủ thời gian để phân phối ở cái vùng giá phía trên à, ở cái vùng à, ở cái vùng mà họ diễn biến quá nhanh đó sau một cái đoạn tăng đó bởi vì thưa chị thấy là nếu mà tăng lên không á thì rất khó để bán hàng cho nhà tư nên buộc phải có biên độ ví dụ như nếu mà cứ kéo tăng lên thì đa phần nhà đầu tư cá nhân người ta sẽ không dám vào mua à, nên buộc phải cần một có một cái biên độ ví dụ như đang tăng tốt bắt đầu bị chốt người trở lại À, rồi sau đó bắt đầu là gì tăng giảm lên sinh trong cái biên độ đó thì bắt đầu mới kéo tiền đứng ngoài tham gia vào được ví dụ anh chị đang tăng rất tốt nhưng mà có sự nghi ngờ thì sau đó anh chị sai quay lại rồi anh chị vượt qua cái vùng sai quay đó à, thì chắc chắn sẽ có lượng cầu mới tham gia vào đơn giản là bởi vì cái lượng cầu đã thấy là có một cái vùng nền ở đó à, và khi có cái vùng nền ở đó thì xem như nó đã có một cái vùng hỗ trợ đỡ giá cho nó thì người ta cũng sẽ tự tin hơn trong cái việc giải ngân đúng không à, rồi ha đó là với cái diễn biến chung của thị trường hiện tại thôi. Nhìn chung là ngày hôm nay cũng không có gì quá mới. Chứ là chúng ta đánh giá phân tích về cái nhịp giảm ngày hôm nay để cho anh chị hiểu rõ bản chất của nó là một cái nhịp điều hòa điều tiết à, sau một cái đoạn tăng mạnh và chúng ta chạm cái vùng quá mua. À, bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhìn sơ lược qua về cái điểm mà thị trường có thể retest về à, và cái kỳ vọng chúng ta về một cái nhịp retest nếu mà đi kèm với volume thấp à, để lấy đà cũng như là để chuẩn bị cho cái nhịp À, kiểm định là cái vùng 1130 một lần nữa chúng ta chưa quay về được cái ngưỡng 1130 cho thấy là cái lực bán chặn ở đây vẫn khá là lớn à, thì chúng ta sẽ follow cái nhịp retest tại à, cái mức 1130 lần nữa trong những phiên tới ha à, và cái cái diễn biến hiện tại thì đa phần cũng đều đang ủng hộ cho cái việc là thị trường sẽ nỗ lực để vượt qua được cái vùng kháng cự biên trên của nó à, lên quanh cái mức là 1130 rồi đó là với diễn biến thị trường cũng như là một vài cái yếu tố mà chúng ta cần lưu ý ha à, thì anh chị nào hiện tại đang xem video của em nếu mà thấy hay thì đừng quên bấm like video nha À, subscribe kênh đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ là zalo cũng như là số điện thoại Đó thì nếu anh chị nào mà có nhu cầu muốn đồng hành cùng em ở trong đồng khách hàng tại vbs có thể là kết bạn zalo với em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ à, tư vấn về cổ phiếu cũng như là về danh mục nếu anh chị nào đã, đã có tài khoản ở vbs rồi à, thì có thể chuyển về để em hỗ trợ quản lý hoặc nếu anh chị chưa có tài khoản thì cũng có thể là đăng ký mở mới hoàn toàn online à, trong khoảng tầm 1-2 phút là chúng ta đã có tài khoản có thể giao dịch luôn machine rồi ký quỹ luôn rồi À, thì đây là cái list cổ phiếu lọc trong phiên ngày hôm nay thì nhìn chung là những cái mã tăng tốt ngày hôm nay là có HNG, TNH à, đều là những cái mã cổ phiếu mà kén nhau từ cá nhân tham gia đa phần là những cổ phiếu dạng bao cung à, DG, DGT à, có DSC DSC là chứng khoán Đà Nẵng đây là mã cổ phiếu mà giai đoạn vừa rồi tăng khá là tốt thì câu chuyện tăng này khả năng nó cũng đi theo câu chuyện tăng vốn ở đoạn vừa rồi à, mã này thì đồ thị khá là đẹp à, sau khi mà kết thúc cái tranh giảm vừa rồi thì nó cũng đang nén lại và giữ nền khá tốt à, thì nếu anh chị nào mà đang có nhu cầu tham gia những cái mã cổ phiếu vốn hóa nhỏ nhỏ thì kiểu như DSC nghĩa là cũng là một cổ phiếu À, đáng lưu ý nè à, là bởi vì ông này thì vốn hóa không lớn đâu, thanh khoản cũng kém, thanh khoản một ngày dao động khoảng hai ba trăm nghìn à, thì nó cũng dao động đâu đó khoảng tầm à, dưới mười tỷ, dưới mười tỷ nhưng mà được cái là cái 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 diễn biến giá của nó cũng như là về mặt à, cung cầu giai đoạn này khá là tốt à, thì mình cũng có thể để ý ha à, rồi à, ngoài ra thì cũng không có quá nhiều biến động của những nhóm ngành khác, những cổ phiếu khác à, có một vài cổ phiếu à, dạng như là à, BFC này, BFC ngày hôm nay tăng tốt mà BFC ngày này tăng không có vol, à, nên những cái dạng cổ phiếu này thì mình follow là mình follow cái diễn biến nó test là cái đỉnh phía trên này. À, trong trường hợp mà ngày mai lắp lại cái áp mở ra này, khả năng có thể là test theo hóa đỉnh à, là, chủ, là bởi vì nó có cái yếu tố thiếu cầu. Tức là khi mà cầu rướng lên, giá bật tăng lên nhưng mà vol nó không vào á, thì đó là một cái signal mà chúng ta cũng lưu ý. Nhưng mà nhìn chung thì nó không đáng ngại đâu bởi vì nó vẫn là phiên tăng điểm mà nó vẫn chưa cho thấy cái dấu hiệu phân phối ở cái nhịp vừa rồi, à, nên cho dù nó có bị chốt đi chăng nữa thì em nghĩ tại sau nó cũng sẽ xoay quay lại là chính thôi để nó đảo chiều nó cũng sẽ cần thêm thời gian để bán ra ở cái vùng phía trên đó à, rồi ha đó là với diễn biến của thị trường cũng như là một vài cái lưu ý của em à, thì hy vọng video ngày hôm nay cũng đã giúp cho anh chị mình có thêm góc nhìn về thị trường cũng như là đầu tư tốt hơn ha à, xin chào gặp là anh chị ở trong những cái video kế tiếp nha Chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ với gia đình và người thân à, tạm biệt mọi người